Mỹ phủ nhận cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga. Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga và Washington không ở trong cuộc xung đột với Nga, cũng như không tìm cách thực hiện điều đó. Người phát ngôn của Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho hai ngày mùng 2 tháng 3. Tôi có thể khẳng định rõ ý kiến cho rằng chúng tôi cung cấp tình báo hoặc thông tin cho Ukraine để nhắm vào các vị trí trong lãnh thổ Nga là vô lý, ông Ryder cho hay trong một cuộc họp báo. Theo người phát ngôn của Quốc phòng Mỹ, chúng tôi không ở trong cuộc xung đột với Nga và cũng không tìm cách chiến tranh với Nga. Trọng tâm của chúng tôi chỉ là hỗ trợ Ukraine tự vệ. Về thông tin liên quan đến những diễn biến ở khu vực biên giới Ukraine của Nga ngày mùng 2 tháng 3, ông Ryder cho biết ông không thể chứng thực về việc này. Sáng cùng ngày, thống đốc khu vực Brian, ông Alexander Bogomat thông báo một nhóm phá hoại từ Ukraine đã đột nhập vào quận Klimovsky và gây ra cuộc tấn công khiến hai người thiệt mạng cùng một trẻ em 10 tuổi bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công bên trên là hành vi khủng bố. Tổng cục An ninh Liên bang Nga xác nhận các lực lượng an ninh đã phản ứng trước hành động của lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc được vũ trang của Ukraine. Theo FSB, hiện nay tình hình ở Brian đã được kiểm soát. Tại mặt trận miền đông Ukraine, các lực lượng Nga đang ngày càng có nhiều khả năng chiếm được thành phố Bakhmut sau nhiều tuần giao tranh đẫm máu khiến sức kháng cự của Ukraine giảm dần, dần. Theo kênh CNN, chiếm được Bakhmut sẽ cho thấy bước tiến quân sự của Nga, đồng thời tạo cơ hội cho các lực lượng Nga không kích nhiều khu vực đô thị hơn ở phía Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định trong thông điệp qua video ngày 28 tháng 2 rằng Thách thức lớn nhất của Ukraine tại thời điểm này là bảo vệ Bakhmut. Các lực lượng Nga đã giành được nhiều bước tiến xung quanh thành phố Bakhmut, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn chưa rút lui, tạo ra một thế đối đầu tương tự các trận chiến kéo dài ở các thành phố phía đông khác như Severodonetsk trong năm 2022. Ông Alexander Ronyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình rất khó khăn. Ông cho biết, Nga đang cố gắng bao vây thành phố ngay bây giờ, Quân đội của chúng tôi rõ ràng sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn. Cho đến nay chúng tôi đã nắm giữ thành phố, nhưng nếu cần, chúng tôi sẽ rút lui một cách chiến lược, bởi vì chúng tôi sẽ không hy sinh toàn bộ người của chúng tôi mà không được gì. Quân đội Ukraine cũng đã xác nhận rằng các lực lượng Nga đang sử dụng các binh sĩ giàu kinh nghiệm để cố gắng chiếm thành phố này. Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 93 của Ukraine cho biết, chúng tôi đang ở Bakhmut, không ai sẽ rút lui. Người này cũng cho biết, tình hình ở Bakhmut đã dịu hơn một chút so với những ngày trước. Nhưng quân đội Ukraine đã thừa nhận rằng, ngày càng khó khăn hơn trong việc giữ thành phố Bakhmut vì các tuyến đường tiến vào từ phía Tây bị lực lượng Nga siết chặt. Phía Nga cũng tiến cả về phía Bắc và Nam Bakhmut. Vẫn còn khoảng 4.500 dân thường ở Bakhmut khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến vào thành phố. Giới chức đã kêu gọi mọi người sơ tán khỏi thành phố do nguy hiểm, nhưng cho biết có đủ nguồn cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men trong thành phố. Thành phố Bakhmut nằm ở phía đông bắc của vùng Donetsk, cách vùng Lugansk khoảng 20 km và là mục tiêu của các lực lượng Nga trong nhiều tháng qua. Từ mùa hè năm 2022, thành phố Bakhmut đã nằm rất gần tiền tuyến. Vì vậy, việc chiếm được thành phố này sẽ là một thành công mà các lực lượng Nga mong muốn từ lâu và mang lại một số giá trị chiến lược. Trong vài tuần qua, các tuyến đường vào Bakhmut dần, dần dần nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga, thay vì tiến thẳng vào trung tâm thành phố các nhóm binh sĩ Nga đã tìm cách bao phây thành phố theo một vòng cung rộng từ phía Bắc. Vào tháng 1, họ đã chiếm được thị trấn Soleda gần đó, từ đó đã chiếm được một loạt làng và thôn ở phía Bắc Bakhmut. Nếu người Nga có thể chiếm được vùng đất cao ở phía tây thành phố, các thành phố công nghiệp gần đó là Konstantinivka và Kramatos sẽ nằm trong tầm pháo của Nga. Lực lượng Ukraine sẽ gặp khó khi tìm vị trí rút lui nếu họ muốn rút lui khỏi thành phố này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chiếm được Bakhmut khó có thể làm thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể về cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Chiếm được Bakhmut cũng cho thấy Nga phải tốn thời gian và trả giá đắt thế nào để chiếm thành phố này. Mặc dù không nên phóng đại tầm quan trọng chiến lược của Bakhmut, nhưng việc chiếm được thành phố này vẫn có thể mang lại tác động mang tính biểu tượng với Nga. Khi quân đội Nga chiếm được thành phố Soleda vào giữa tháng 1, đây là lần đầu tiên Nga có bước tiến ở Donbass trong nhiều tháng. Sáu tuần qua, nếu chiếm được Bakhmut, Nga sẽ hoàn thành tiếp theo. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Ria ngày 2 tháng 3 dẫn một tạp chí chuyên đề thuộc bộ quốc phòng Nga cho hay, nước này đang nghiên cứu loại hình chiến lược quân sự mới cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với hành động gây hấn tiềm tàng từ phía Mỹ. Theo hãng tin Reuters của Anh, bài báo liên quan mà Ria nhắc đến được đăng trên tạp chí Voennyamin. Tư tưởng quân sự kết luận rằng Mỹ lo lắng về khả năng mất đi sự thống trị trên toàn thế giới do đó dường như đã lên kế hoạch tấn công để vô hiệu hóa Nga. Đáp lại, các chuyên gia Nga đang tích cực phát triển một hình thức sử dụng chiến lược đầy hứa hẹn của các lực lượng vũ trang Nga, một hoạt động của lực lượng gian đe chiến lược. Loại hình hoạt động quân sự mới này bao gồm việc sử dụng vũ khí tấn công và phòng thủ chiến lược hiện đại, vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân, áp dụng các công nghệ quân sự mới nhất. Theo bài báo, Nga cần chứng tỏ cho Mỹ thấy rằng nước này không thể làm tê liệt hệ thống tên lửa hạt nhân của Nga và cũng không thể chặn đứng một cuộc tấn công trả đũa. Hãng tin Reuters cho biết, bài báo nằm trong series nhận xét đầy tính chiến đấu của các chính trị gia và nhà bình luận Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia láng giềng Ukraine, cho thấy Nga sẽ sẵn sàng triển khai kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình nếu cần. Bộ Quốc phòng Nga đã không phản hồi về yêu cầu xác nhận câu chuyện nêu trên của RIA. Ngày 28 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược New START. Trước đó ngày 21 tháng 2, khi phát biểu thông điệp liên bang, ông Putin tuyên bố hệ thống chiến lược mới đã được đặt trong tình trạng trực chiến và có thể nối lại các vụ thử hạt nhân. Mặc dù Moscow nói rằng họ sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, nhưng các đồng minh của ông Putin thường cho rằng thảm họa có thể cận kề. Trong bài báo đăng trên tờ Ivestia ngày 27 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến ngày tận thế hạt nhân đối với toàn nhân loại. Tiếp tục các thông tin quốc tế khác, mới đây Quốc hội Israel đã bước đầu thông qua dự luật cho phép áp dụng hình phạt tử hình đối với những người bị kết tội khủng bố vì giết hại công dân Israel. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv dự luật do chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đệ trình. Do nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập là Israel Betenu, nên dự luật dễ dàng được thông qua ngay trong lần đầu xem xét đầu tiên tại Quốc hội, với 55 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Dự luật này cần được xem xét thêm hai vòng nữa tại Quốc hội Israel trước khi được ký thành luật. Theo nội dung dự luật, tòa án có thể tuyên án tử hình đối với những người phạm tội sát hại công dân Israel với động cơ dân tộc chủ nghĩa. Thời gian qua, các đảng phái cánh hữu của Israel đã cất nhắc thúc đẩy đạo luật tử hình tội phạm khủng bố, nhưng liên tục vấp phải sự phản đối của các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật. Các cơ quan này cho rằng một đạo luật như vậy không giúp ngăn chặn tận gốc chủ nghĩa khủng bố và việc áp dụng án tử hình có thể gây tổn hại hình ảnh của nhà nước so thái trên trường quốc tế. Bộ luật hình sự của Israel có quy định về hình phạt tử hình nhưng chỉ áp dụng rất hạn chế. Trong gần 75 năm qua, Israel mới chỉ kết án tử hình hai người trong đó một người là cựu quan chức Đức Quốc xã Adolf Eichmann. Quan hệ Mỹ-Triều Tiên tiếp tục trở nên căng thẳng khi mới đây Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào ba công ty và hai cá nhân mà Washington cho rằng có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, ba công ty trên là Tập đoàn Thương mại Chin Song trực thuộc Chính phủ Triều Tiên, Tập đoàn Thương mại Korea Pico thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên và công ty Congo Akondesan có trụ sở chính tại Congo. Hai cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt mới của Mỹ là Hoang Kinsu và Park Hoa Sông, đồng sở hữu công ty Congo Akondesan. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các cá nhân và thực thể trên đã có phần tạo quỹ tài chính hỗ trợ chính phủ Triều Tiên phát triển vũ khí, thông qua việc thực hiện các dự án nghệ thuật và các công trình xây dựng tại khu vực Trung Đông và Châu Phi. Theo lệnh trừng phạt, mọi tài sản và lợi ích của các công ty và cá nhân này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đang diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã kêu gọi các nước G20 đoàn kết để vượt qua những khác biệt liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ấn Độ. Trong bài phát biểu trực tuyến gửi tới phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi nhấn mạnh quản trị toàn cầu đã thất bại khi các thể chế đa phương không đáp ứng được những thách thức cấp bách nhất của thế giới. Ông cũng đề cập tới nguy cơ thụt lùi trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tìm ra tiếng nói chung về các vấn đề còn chia rẽ liên quan của xung đột ở Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ cũng nhấn mạnh yêu cầu phải bảo vệ tương lai của chủ nghĩa đa phương. Trước đó, hội nghị đã dành một phút mặc niệm hơn 50.000 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 tại thổ nhĩ kỳ và syri. Với vai trò là chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong năm 2023, Ấn Độ đang tìm cách xây dựng sự đồng thuận và thu hẹp khoảng cách giữa phương Tây và Nga trong hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 đang diễn ra hôm nay tại thủ đô New Delhi. Ấn Độ đã phải nỗ lực phát triển vai trò nước lớn của mình trong giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu và hàn gắn những dạn nứt giữa các thành viên nội khối. Tuy nhiên, điều này thực sự không hề dễ dàng cho nước chủ nhà vào thời điểm hiện nay. Ngọc Thúy, phóng viên thông tin xã Việt Nam tại New Delhi. Chưa thông tin, Trung Quốc có thể sẽ gửi vũ khí cho Nga. Mỹ đã thông báo với các đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Trung Quốc nếu nước này hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ cho biết, các cuộc tham vấn với đồng minh vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. Mục đích là nhằm thu hút nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước trong nhóm G7, ủng hộ và phối hợp nếu phải áp đặt các biện pháp trừng phạt. Hiện chưa rõ Mỹ sẽ đề xuất những biện pháp trừng phạt cụ thể nào. Những cuộc tham vấn nói trên chưa được tiết lộ trước đây. Trong những tuần gần đây, Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, mặc dù Trung Quốc phủ nhận. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa cung cấp bằng chứng cho cáo buộc trên, nhưng họ đã trực tiếp cảnh báo Trung Quốc không cấp vũ khí cho Nga. Trong cuộc gặp trực tiếp ngày 18 tháng 2 với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, bên lề hội nghị an ninh Munich, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nêu vấn đề trên. Các bước ban đầu của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga, gồm cả động thái tiếp cận không chính thức ở các cấp chuyên viên và ngoại giao. Các nguồn tin cho biết giới chức Mỹ đang chuẩn bị cho trường hợp áp đặt biện pháp trừng phạt Trung Quốc, mà trong đó nhóm cốt lõi là các quốc gia ủng hộ nhiều nhất các biện pháp trừng phạt Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine một năm trước. Khi được hỏi về các cuộc tham vấn, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đã gây khó khăn cho Trung Quốc trong mối quan hệ với châu Âu và các nước khác. Một quan chức tại một quốc gia được Mỹ tham vấn nói rằng, họ thấy rất ít thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đang cân nhắc khả năng hỗ trợ quân sự cho Nga. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói phía Mỹ sẽ cung cấp các thông tin chi tiết cho các đồng minh. Vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ là một trong những chủ đề khi Tổng thống Joe Biden gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng vào ngày 3 tháng 3. Trước đó tại New Delhi, vào ngày 1 và 2 tháng 3, Ngoại trưởng của hàng chục quốc gia, trong đó có Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc và Mỹ, thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Tuần trước, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm cho xung đột Ukraine, trong đó kêu gọi ngừng bắn toàn diện, nhưng kế hoạch bị phương Tây hoài nghi. Các nguồn tin cho biết, dù Mỹ đã tiếp cận các nước để đề cập về vấn đề trừng phạt Trung Quốc, nhưng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi về một biện pháp cụ thể nào. Bất chấp xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn ra khốc liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã có nhiều dự đoán về thời điểm kết thúc cuộc chiến. Cụ thể mới đây, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho rằng, cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine có thể kéo dài thêm 3 năm nữa dù dự đoán mốc thời gian chấm dứt chiến sự vẫn là một thách thức. khi được hỏi về khả năng chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine, thứ trưởng Can cho biết Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp tới 128 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, trong đó bao gồm F-16, F-15 và cả F/A-18. tuy nhiên ông lại không nói rõ chính quyền của Tổng thống Biden có chấp nhận đề xuất này hay không. Theo ông Can, Lầu năm góc ước tính trong dài hạn Ukraine có thể sẽ cần 50 đến 80 chiếc tiêm kích F-16 đủ để cho Kyiv xây dựng lại một phần lực lượng không quân. Ông Can giải thích rằng, việc sản xuất máy bay F16 mới cho Ukraine sẽ mất từ 3 năm đến 6 năm để giao hàng, nhưng Mỹ có thể chuyển giao sớm những chiếc F16 đã qua sử dụng cho Kyiv trong khoảng 18 đến 24 tháng. Ông Can cũng nói rằng, ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine lắng xuống, Ukraine sẽ cần một đội quân đủ mạnh để có thể bảo vệ các vùng lãnh thổ mà họ giành lại từ tay Nga. Trước đó, chính phủ Ukraine tuyên bố rằng nước này sẽ chỉ chấp nhận kết quả duy nhất là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền. Kiev cũng muốn Moscow bồi thường và yêu cầu giới lãnh đạo Nga phải hầu tòa trước một tòa án quốc tế. Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo kín cho Kiev rằng họ không nên kỳ vọng mãi về mức độ viện trợ như hiện nay. Mỹ cũng đã hối thúc Ukraine chuẩn bị một cuộc phản công vào mùa xuân và mùa hè trước khi hạ nhiệt xung đột. Về phần mình, hôm 28 tháng 2, người phát ngôn địa Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ bốn vùng lãnh thổ sáp nhập gần đây. Ông Peskov đề cập đến bốn vùng bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine mà Nga vừa sáp nhập hồi tháng 10 năm 2022 sau những cuộc trưng cầu dân ý.